mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 20h20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, luôn luôn kết nối những ai đang đi tìm nửa mảnh ghép của họ. Và ngày hôm nay cũng như thế, chúng tôi sẽ kết nối hai cặp đôi để xem họ có đồng cảm với nhau, đồng ý bấm nút hẹn hò không. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Tứ đổ tường có hết, tứ đổ tường có hết. Nhưng rồi. Mà bây giờ cái thứ gì cũng bỏ hết. À, anh bỏ từ lúc nào? Khoảng mười mấy năm rồi. Bỏ mười mấy năm rồi, tốt dạ. Rồi. Dạ. Tiêu chí là hiền. Dạ. Không rượu bia, không hút thuốc, không xăm mình nha. Có phun xăm ở đâu không anh? Dạ không, không. À, anh muốn mẫu hình lý tưởng thế nào? Không chỉ cần hả? Nhìn được là được thôi. Nhìn được là được. Dạ. Dạ. Em thấy được á. Thì anh được rồi, ok. Nói nghe nè, ngân ghen lắm đó nha. Ngân ghen lắm đó nha. Ôi chà. Rất là ghen. Đó. Đàn rồi. Bà không ghen là không phải đàn bà. Etheric dòng làm sạch nám và trắng da. Làn da sạm nám không còn là nỗi lo của bạn. Xin được mời nhà gái. Mời chị ngồi. Mời nhà trai. Rồi, mời đi anh. Dạ. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Mình là Ngô Thị Kim Ngân. Dạ. Sinh năm 1967. Chị Ngân đang sống ở đâu? Sống Sài Gòn. Dạ, ở quận mấy chị Ngân? Ở quận Tân Phú. Dạ. Rồi, xin mời anh. Rồi, mình tên là Trương Ngọc Hên. Mình đang sống ở Biên Hòa, Tam Hiệp. Làm nghề tài xế, chạy xe. Anh cho biết một số ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái biết đi anh. Cái ưu điểm cũng là cái khuyết điểm luôn á. Là gì anh Ngân, anh Hân? Tứ đổ tường có hết, tứ đổ tường có hết. Nhưng rồi. Mà bây giờ cái thứ gì cũng bỏ hết. À, anh bỏ từ lúc nào? Khoảng mười mấy năm rồi. Bỏ mười mấy năm rồi, tốt dạ. Rồi. Dạ. Anh làm cụ thể làm công việc gì anh Hân? Lái xe, chạy anh xe. Lái xe cho tư nhân hay lái cho mình? Lái cho mình. À, lái cho mình tức là nhà mình có xe. Dạ đúng rồi. Mình lái dịch vụ đúng không anh? Dạ đúng rồi. Xe bốn chỗ. Bốn chỗ. Bốn chỗ. Rồi anh gọi là sáng lái xe, chiều lái xe, tối lái xe vậy rồi thời gian đâu chăm sóc mà nếu mà có người bạn đời anh? Tại vì mình không có thời gian chăm sóc đó cho nên là mình phải đi kiếm người bạn đời. À, kiếm để chăm sóc đó hả? Chứ giờ nhà cửa thì để không vậy thôi. Nói chung là có hai đứa con. À, anh đang ở với ai? Ở với thằng nhỏ. Bé lớn nó đi lấy chồng rồi. Rồi con trai nhỏ thứ hai là? Thằng thứ hai bây giờ đang học bên Đại học Bách Khoa. Dạ. Là hai cha con đang sống chung. Dạ đúng rồi. Rồi đó là nhà riêng của mình anh hả? Dạ đúng rồi. À dạ. Mời nhà gái. Chị Ngân giới thiệu về mình nè. Ưu điểm, khuyết điểm của chị Ngân nè. Ưu điểm của Ngân á là năng động lắm. Dạ. Hoạt bát, rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Ngân khuyết điểm thì Ngân sợ ma. Ngân khuyết điểm thì Ngân sợ ma. Với lại sợ xe. Ra đường thì giờ đi chỗ lằn trắng không có dám đi qua ngay chỗ nào có người mới dẫn mới đi được. À, à dạ. Có ông xã chạy xe nữa là hết sợ xe rồi đúng không? Đúng rồi, có gì ông xã cho tài xế là chở được rồi đó. Ok, có người chở xe là được rồi. Hiện tại là chị Ngân đang sống với ai? À, sống với con trai. Lớn chưa chị? Nó gần 30 tuổi. Có vợ chưa chị? À chưa, nó nói mẹ đi trước đi con đi sau. Mẹ đi trước đi con đi sau. Mình nói chút xíu về đường tình duyên của anh đó. Anh chia tay bà xã mấy năm rồi anh Hân? Tôi thì chắc mấy cái mối tình lung tung hồi xưa thì chắc không nói. Dạ. Nói một cái mối tình mà lâu mà sâu đậm nhất thôi. Là bà xã anh đúng không? Đúng rồi. Anh ở với bà xã mấy năm? 32 năm. 32 năm. Ok. Wow. Rồi bại mới bỏ tôi có một năm rồi. Lý do sao bỏ anh? Thì giờ bại chết rồi thì phải bỏ. Bại chết rồi. Chị buồn với anh nha. Dạ, cảm ơn. À, thôi nha, nhà gái thì sao nè? Nhà gái thì sao ạ? Nhà gái em cũng ly hôn lâu lắm rồi. Cũng 28 năm rồi. Trời, sao chia tay chị? Tại vì ông xã ông lăng nhăng lắm. Ông đi làm mà không về, rồi bỏ hai mẹ con. Bà già thấy tội đem hai mẹ con về nuôi. Là 28 năm qua là
Chị ở con mình vậy đó hả chị? 28 năm ở lại nuôi con. 28 năm qua sao chị không tìm cho mình một cái người để bầu bạn hả chị? Có, nhưng mà cái trái tim mình nó không có còn cái gì nữa. Trái tim mình không có rung động, mình rất là sợ. Bây giờ mình toàn tâm toàn ý nuôi con. Nhưng mà con nó nói mẹ ơi, con lớn rồi mẹ lấy chồng đi. Con lớn rồi mẹ lấy chồng đi. Mẹ kiếm một người nữa, không phải lấy chồng, mẹ kiếm một người nữa để chăm sóc mẹ tuổi già. Chị mới nói không biết ai lấy mẹ không nữa. Nó nói mẹ ơi, mẹ vô bạn muốn hẹn hò đi, con đăng ký cho mẹ. Đó là nhờ con trai. Rồi, Quỳ Linh chào chị. Dạ. Chị nhìn cũng trẻ trung lắm, là chị chưa có mở lòng thôi. Hôm nay hy vọng rằng bên đây anh Hân á, anh mở rào rồi anh mở lòng, chị cũng đón nhận ha. Hân với Ngân cũng được lắm á. Dạ. Chị ơi, bây giờ là chị có tiêu chí về người sẽ bầu bạn với chị như thế nào nè, chị nói đi, Ngọc Lan tìm cho. Tiêu chí là hiền. Dạ. Không rượu bia, không hút thuốc, không xăm mình nha. Mình đã bỏ rồi đó, còn vụ xăm mình em chưa biết, đến qua anh hỏi. Không xăm mình nha. Anh nên có phun xăm ở đâu không anh? Dạ không không. Anh Hân á, một cái con người từng trải tứ đồ tường mà người ta bỏ hết. Thật ra là cũng quý lắm á, là người ta thay đổi rất nhiều rồi. Tôi nghĩ là được. Thì đó, nãy nghe tứ đổ tượng nên không biết có phun xăm chỗ nào, hôm qua hỏi. Chắc không có đâu. Dạ không, không có. Dạ rồi, không có xăm đâu chị. Không, nhưng mà em nói là Quyền Linh ơi, mấy ông tài xế này hay xăm mình lắm đó nha. Mấy ông tài xế này hay xăm mình lắm đó nha. Ồ vậy hả? Anh có xăm mình thì không, có xăm chỗ tài nào không? Tài xế là rất là xăm mình đó. Không có đúng không? Có xăm nữa bà phát hiện bà la tôi nữa nha. Hứa chắc chắn nha. Rồi, không có. Chị diễn tả một cái mẫu hình lý tưởng của chị coi giống anh bên đây không? Mẫu hình lý tưởng Ngân thì hiền đó, nhưng mà cũng giống Quyền Linh đó. Hiền giống Quyền Linh? Giống Quyền Linh, giống cái tính cách con người. Anh hiền hiền giống Linh không anh? cỡ đó đó. Có đó. Không, nhưng mà em hỏi cái anh bên kia có biết nấu ăn không? Không biết gì ơi. Còi. Còi. Không biết nấu ăn rồi làm sao? Trời đất ơi, ta hỏi không biết nấu ăn thì nói không biết nấu ăn, chị ơi. Chị không có, tại vì quen lịch sử, đi chạy xe rồi mà chạy xe rồi chị đúng không? Tại sao mà kêu là chị? Lịch sử là thói quen, bệnh nghề nghiệp. Nên bỏ qua chuyện này được. Rồi anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình lý tưởng thế nào? Không cần đâu. Không chỉ cần hả? Nhìn được là được thôi. Nhìn được là được. Dạ. Nhưng mà em nhìn được đó anh. Dạ. Em thấy được á thì anh được rồi, ok. Được anh ha. Anh nhưng mà có cái điều gì ở phụ nữ anh không thích không? Đừng có ghen quá. Chứ bây giờ đi làm mà bắt buộc mình phải chở rồi mình đủ thứ người hết, chứ đâu phải ghen không, quá. Không, nhưng mà nói nghe nè, Ngân ghen lắm đó nha. Ngân ghen lắm đó nha. Ôi chà. Rất là ghen. Đó. Đàn bà không ghen là không phải đàn bà. Đàn bà không ghen là không phải đàn bà. Rất là ghen. Nhưng mà anh đã có biết nhậu không? Không. Tài xế là phải biết nhậu. Tài xế là phải biết nhậu. Không không, không biết nhậu. Thôi. Trời ơi, không biết nhậu chị nhậu, ta đi theo ta bảo vệ cho, ta lo lắng cho. Trở về cho, tại vì tài xế là nhậu rồi sao lái xe. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Nha, bớt tiêu chuẩn lại đi. Chị đi với ai vậy? Chị... Đi với con trai với lại cô bạn gái. Con trai nữa. Bây giờ con trai rồi, sao rồi, chào, nè? Chào, dạ. Ừ, mình thấy chú này sao? Thật thà, thiên tư. Ừ, có yêu cầu chú gì không? Dạ không. Không có đúng không? Thấy chú được rồi đúng không? Dạ, dạ. Em thấy an tâm không nếu như mà em gửi gắm mẹ em cho người đàn ông này? 50-50. Mới 50. Mới 50 thôi hả? Vậy giờ mở rào ra để cho biết là có thêm được bao nhiêu phần trăm nữa ha? Dạ, dạ. Ừ. Rồi. Rồi, còn anh đi với ai anh? Đây, đối với bé em nè, với lại bạn. Em ruột đó hả? Cháu trai em ruột. À. Xin chào anh Quyền Linh, chị thế Ngọc Lan và toàn thể các anh chị trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên Hằng, em là em gái của anh Hân. Anh Hân, anh không rượu, không hút thuốc, với lại anh cũng không có cờ bạc, rất là vui vẻ hòa đồng mà rất là thích ca hát. Anh gây lộn muốn lộn giờ sao không chị? Không có xăm, không có gì hết trơn á, rất là hiền. Giờ nhìn sơ sơ hai người chị thấy hợp không? Dạ cũng được, em thấy cũng ok đó, chị cũng nhanh nhẹn, cũng vui vẻ, cũng hòa đồng á. Rồi. Dạ, thấy cũng được. Thôi, mình mở người, cho người lớn gặp mặt đi dạ. Ha. Ca này là mình không có can thiệp không nữa. Hai người đều lớn hơn mình hết á. Đúng rồi. Mở rào.
em nha. Em. Dạ. Yeah. Bắt đầu đi anh Hân, chị Ngân. Ok. Tại đi gấp quá không có kịp gì hết cho nên là dạ. Có món quà tặng cho em. Dạ. 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 Dạ em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, dạ cái này em... là em rất thích bó hoa này tại vì trong đời chỉ có một bó hoa này đầu tiên người ta. Còn cái này là cái bình này giữ nhiệt. Anh pha cà phê hay là làm đá, cà phê đá cũng được. Cái này làm trà uống thôi, không biết uống cà phê luôn. Ok, cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Dạ. Chị Ngân có thể nói với anh Hân lý do tại sao đây là bó hoa đầu tiên? Cuộc đời của chị 6-70 năm rồi, chưa có một bó hoa nào khác. Bó hoa này là đầu tiên của Ngân. Tại vì là một bó hoa cưới là đó là hình thức đám cưới. Ai cũng cô dâu cũng nào cũng có đám cưới hết. Nhưng mà bó hoa này là người đầu tiên tặng cho em rất cảm ơn anh. Bây giờ là mở đầu câu chuyện cho nó vui vui đi. Chị Ngân ơi, chị có thể biểu diễn một phần về cái môn nghệ thuật mà chị yêu thích cho anh xem. Anh có biết nhảy aerobic không? Dạ không. Cái cứ đứng đứng vậy cho nhúng nhúng theo thôi. Mời chị mời anh đứng lên đi. Em anh cùng nhảy. Trời. Cho nhạc lên nha. Đó. Hội trường cho nhạc lên. Vô. Vô. Anh nhảy theo em Quyền Linh lại Ngọc Lan nhảy theo Ngân nha. Vô luôn anh. Vô. Khởi động cho đó luôn. Khởi động đi. Đó, làm theo chỉ kìa anh. Ông ôm ảnh rồi vô. Cái này tự chơi thể dục thông, thể dục nhịp điệu mà. Nắm tay theo em. Cái đó. Này là nhịp điệu thẩm mỹ. Thôi được rồi chứ, hồi lên tăng xong á. Tuổi này sáng nào chị cũng đi tập thể dục vậy hả chị? Trời. Sáng nào cũng vậy. Trời sáng, ơi. Sáng mặt chiều. Hay quá. Thấy chị Ngân chị yêu đời chưa anh? Nhảy là một tiếng đồng hồ á, thể dục nhịp điệu là một tiếng đồng hồ mới xong. Thấy chưa? Tại vì nhảy có mấy phút chương trình cho nhiêu đây thôi, thì em nhảy nhiêu. Bây giờ là mình nói cho nhau nghe đi, giờ lấy nhau về yêu cầu bên nhà trai cần gì cần gì. Nhà trai cũng yêu cầu nhà gái làm vợ phải làm gì nói luôn đi. Chị yêu cầu trước đi. Em á thì đàn bà thì có rất nhiều là yêu cầu. Nhưng mà trước kia là tài chính, quan tâm với gia đình, mình lo cho gia đình được. Với lại mình cũng còn lâu sống bao lâu được đâu. Năm tuổi này là bao nhiêu rồi, còn bao nhiêu năm, người ta nói 60 năm cuộc đời. Thì bây giờ mình tính đi, giờ mình cho nhau cơ hội để em với anh tiến tới được hay không thì là chưa. Tài chính là sao, chị nói cụ thể yêu cầu luôn đi. Tài chính là anh làm bao nhiêu một tháng? Ô cái đó thu nhập thì nó tùy theo thôi, tại vì đâu có thể nói được, mình chạy ở ngoài tư nhân mà. Anh kiếm khoảng bao nhiêu tiền một tháng? Cứ khoảng chừng 10 triệu, hơn 10 triệu vậy đại khái vậy thôi. 10 triệu, hơn 10 triệu vậy sao sống đủ? Thời này là 10 triệu là không sống đủ đâu. Tại vì tôi sống ở Biên Hòa đó. Nói chung rằng là nó thuộc ngoại ô mà. 10 triệu rồi, anh có nhà hay là... Nhà thì tôi có rồi. Vậy chứ bây giờ theo cái nhu cầu của chị á, là mà bao nhiêu lương một tháng bao nhiêu thì nó mới là phù hợp với chị nè. Chị chia sẻ luôn để cho ở đây cho anh biết luôn cho dễ. Cái này là mình nói thật sự nha. Tại vì cuộc sống này vật giá thì leo thang. Nhưng mà bây giờ 10 triệu đối với một gia đình thì rất là khó. 10 triệu đối với gia đình khó, nhưng mà mới 2 người thôi thì nó sẽ khác. Đối với một gia đình lớn nó là khác. Còn với 2 người nó khác, có thêm 2 đứa con nó là khác nữa. Nếu mà 10 triệu nhưng mà lỡ mình bệnh hoạn rồi sao? Có 10 triệu đó mình ăn hàng ngày hàng tháng rồi, mình bệnh hoạn già rồi đâu biết ngày nay mình bệnh này bệnh kia. Khỏe thì không có nói, nhưng mà lỡ mình bệnh hoạn thì sao? Thì giả dụ bây giờ mình làm 10 triệu thì bên đó có thể phụ vô. Chứ không có bây giờ một mình làm thôi. Mình lớn tuổi rồi mình không thể làm như thanh niên được. Nếu như thanh niên thì ok, cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình làm như vậy, với một cái khu vực đó mình kiếm được 10 triệu cũng đã là hay rồi. Bây giờ anh yêu cầu chị phụ đó, chị có khoản thu nhập nào cũng nói cho anh biết luôn đi. Cái đó thì về mình sẽ
cùng nhau hùng gạo hùng cơm gì nấu lên. Nếu mà hùng gạo hùng cơm thì nói chung thì đấy lúc nãy mà nếu mà nói hùng gạo hùng cơm thì 10 triệu là đủ rồi, không cần phải hùng gạo hùng cơm. Mình rất là dễ nuôi, nuôi kiểu nào cũng sống được hết á. Ăn cơm với nước tương không cũng được, ăn cơm với dưa hấu cũng được, ăn cơm với dưa chuột cũng được, ăn cơm với đậu phộng cũng được. Nhưng mà ăn như anh thì không ăn cơm ăn cáo làm sao dưỡng được, đâu có sức khỏe đâu mà duy trì cuộc sống mình được. Tôi tập gym luôn đó chị, hiện thời tôi đang tập gym. Đang tập gym. Ở tập riêng xong thấy muối đâu hết rồi. Tập riêng xong thấy muối đâu hết rồi. Người ta sáu muối nè. Thầy chưa mở muối đó. Thầy chưa mở muối đó. Thì mà thấy anh mở muối hú hồn luôn. Bây giờ nếu mà muốn biết thì em cứ bước tới đây em rờ thử rồi anh làm biết. Thì em cứ bước tới đây em rờ thử rồi anh làm biết. Wow. Anh bước tới. Đó. Không cần phải gồng gác gì cả. Đúng rồi rồi. Đó cứ việc. Rồi, cái này là có, mấy muối. Rồi nhưng mà có muối không? Rồi nhưng cái này có thì không sáu muối được, nhưng mà có khoảng 4 muối thì có rồi đó. Rồi nhưng mà có muối không? Đâu. Hai đúng bên. Rồi, hai bên đúng là có muối. Có muối đúng không? Rồi, có muối đúng không? Trời ơi. Muối chắc không? Sau khi thử muối của anh rồi chị thấy sao? Thấy ok. Nhưng mà chị ánh mắt đầu tiên chị nhìn thấy đúng anh rồi sao? Đó. Chị thấy ảnh sao? Thấy hiền. Hiền. Bây giờ chị còn cái yêu cầu nào ở nhà trai nữa không? Chị nói ra hết luôn. Để ở đây là phân xử ở đây luôn nè. Đúng rồi. Anh có giữ ma được em không? Tức là sao? Em sợ ma lắm á. Có ôi về giữ ma cho em hay không? Ma nó sợ tôi. Ma nó sợ tôi. Ma nó sợ anh, quên xin lỗi. Ma sợ anh đúng không? Anh không sợ ma đó, anh giữ ma được đó. Yêu cầu gì nữa không? Không, hết rồi, hết yêu cầu. Bây giờ hai anh chị mà đến với nhau là ở nhà ai nè? Nhà ai cũng được hết. Dạ, đứng lại gần nói chuyện đi. Ngồi xa quá nó. Hai người này phải gần chút xíu. Đó, bây giờ là nắm tay nhau nè đó. Đó. Bây giờ đó, giờ lấy nhau về ở nhà ai nói rõ ràng cho anh nghe luôn. Bây giờ em đang ở đâu nè? Em ở quận Tân Phú. Nhà của em hay là nhà của em? Nhà của em đúng không? Thì bây giờ em ở với nhỏ đúng không? Thế là con. Có hai mẹ con thôi. Hai mẹ con. Ở trên này tôi cũng có hai bố con à. Không nhưng mà được không sao hết. Nếu mà khi nhưng mà được thì em về nhà anh ở. Khi mà nó đã đủ lớn rồi thì ở đâu cũng lạ. Không có quan trọng gì hết. Đúng rồi. Đó, còn chạy vô nếu nó không đủ lớn thì nó chẳng có cái gì nó cũng không tới được đâu. Anh hát tặng cho chị một bài đi. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết sao ngày sau. Thôi hát được thôi. Không hay mà. Dạ, chị Ngân hát được không? Chị biết nhảy thôi chứ không biết hát. Cưng quá. Giờ mình ôm giao lưu cái trước khi mình quyết định bấm nút nè. Đó, ôm chặt cái coi mình có thuộc về nhau không. Đó. Thấy đó, cảm xúc sao? Anh thấy người phụ nữ này sao? Dạ được. Được. Chị thấy người đàn ông này sao? Ok. Ok đúng không? Ok. Rồi anh chị về ghế ngồi đi. Mình đưa ra quyết định nha. Anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng. Vô. Lên luôn nào. Nắm tay nhau, mở nhạc. Nhảy nào. Vô. Hùng cái đầu hôm đầu tiên coi. Đó. Hùng cái coi. Hùng ảnh cái coi, nãy anh hùng rồi đó. Sao chị? 28 năm. 28 năm rồi, ngày hôm nay chị mới chính thức là có được một cái người bạn có thể đồng hành được với mình. Chị cảm thấy như thế nào? Rất hạnh phúc. Hạnh phúc. Em hy vọng rằng là những tháng ngày sắp tới nè sẽ có một người bù đắp lại cho chị suốt những cái câu chuyện buồn ở trong quá khứ, rồi bù đắp được 28 năm cô đơn của chị và sẽ vun đắp thêm cho cái niềm hạnh phúc của chị cho đến cuối đời. Chúc anh chị hạnh phúc.
Đây là món quà dành cho các anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hai người có thể đưa nhau đi bất kỳ nơi nào mình thích. Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào. Hãy xây cho mình một lâu đài tình ái. Cảm ơn Quyền Linh và Ngọc Lan. Dạ. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã hẹn hò với nhau. Chúc mừng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy đến với cặp đôi thứ hai. Etheric dòng làm sạch nám và trắng da, làn da sạm nám không còn là nỗi lo của bạn. Con có một mối tình cũng kéo dài được 2 đến 3 năm. Cô ấy cũng ở thành phố. Khi mà tụi con quen nhau á, thì cô ấy cũng từ Sài Gòn về chỗ con làm việc để hai đứa gần và hiểu nhau hơn. Thì con cũng khá là cảm động. Càng về sau thì con cảm thấy là cô ấy và con không hợp nhau, không thể đi tới xa hơn được hết. Lương tháng tầm 10 triệu đổ lên đó. Lo cho em được. Dưới 10 triệu không được đúng không? Dưới 10 triệu được. Hả? Trên 20 được. Thế thì quá ok ạ. Thế thì quá ok ạ. Lương tháng 10 triệu dư. Lương tháng nhiều. Đủ ạ. Đủ. Mời nhà trai. Chào em trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ con chào chú Quỳnh Linh và con. Chị Ngọc Lan và toàn thể mọi người. Con tên là Phạm Quang Mạnh. Năm nay con 30 tuổi, làm việc tại Long Thành và Đồng Nai. À, con làm công việc gì Mạnh? Dạ con làm kỹ thuật viên dạng QAQC kiểm hàng ạ. Nhà gái nghe rõ chưa? Nhà gái nghe rồi ạ. Bây giờ xin mời nhà trai nghe về sự giới thiệu của nhà gái nè. Trước mắt thì con xin chào chú Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan và anh nhà kế bên. Và chào anh chị cô chú bác ngồi khán giả ở dưới. Con tên là Trần Thị Liên, sinh năm 1999, quê quán là Quảng Ngãi. Hiện tại thì nhà ở Lâm Đồng, hiện tại đang đi làm ở... Ở đâu con? Lâm Đồng. Dạ ở Gò Vấp ạ. Con quên. Lâm Đồng rùng quá nó quên luôn. Lâm Đồng có ở huyện nào vậy Liên? Dạ huyện Lâm Hà. À huyện Lâm Hà. Con làm công việc gì con? Dạ con trực tổng đài ạ. Con có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho Liên nghe đi. Dạ ưu điểm của con thì chịu khó hỏi, chịu khó lắng nghe. Ừ. Dạ. Biết quan tâm với người khác. Còn về khuyết điểm của con ấy, thì con là người sống khá là nội tâm ấy. Ừ. Nên là cũng thiên về tình cảm hơn nhiều hơn, nên là dễ bị tác động tình cảm từ gia đình các thứ. Dạ. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của con á là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, thấu hiểu. Còn khuyết điểm á là con sợ ma hay khóc. Trời ơi, con ở trên một cái vùng mà cây cối rất là nhiều mà con sợ ma nữa. Thì con phải làm sao mỗi khi đem về? Thường thì con sợ con hay nghe nhạc. Ồ. Nhân mối này nếu mà được người ta tiến hành nhanh nhanh có người ở chung khỏi sợ ma nha con. Bây giờ thì mình nói cho nhà gái nghe chút xíu đi. Đường tình duyên của mình sao nè Mạnh? Dạ trước kia thì con có một mối tình cũng kéo dài được 2 đến 3 năm. Cô ấy cũng ở thành phố. Khi mà tụi con quen nhau á thì cô ấy cũng từ Sài Gòn về chỗ con làm việc để hai đứa gần và hiểu nhau hơn. Vậy đó hả? Cô về gần chỗ con luôn? Dạ. Vậy là cô yêu con nhiều lắm đó. Thì con cũng khá là cảm động. Nên là con cũng quyết định là hai đứa tìm hiểu nhau. Càng về sau thì con cảm thấy là cô ấy và con không có hợp nhau, không thể đi tới xa hơn được hết. Có tìm ra một cái nguyên nhân là mình không hợp điều gì nhất ở cô ấy không? Có lẽ là thiếu sự quan tâm chia sẻ. Ai thiếu? Có thể là cô ấy. Cô ấy thiếu hả? Ủa sao kỳ đó, cô ấy đã tìm đến chỗ gần con để yêu con nhiều hơn mà cô ấy thiếu cái sự quan tâm chia sẻ. Dạ, mới đầu thì hai đứa cũng hòa hợp lắm. Nhưng mà sau này càng về sau ấy, thì con cảm thấy là tình cảm càng ngày nó càng nhạt nhòa. Và kiểu như là con cứ chạy theo cô ấy á. Cô ấy không quan tâm chia sẻ, hỏi han con nhiều á. À, dạ. Nói cho nhà gái nghe để hiểu hơn là bên đây cần sự quan tâm chia sẻ. Bên này có đủ ạ. Bên này có đủ ạ. Có trời đủ ạ. Trời ơi. Được. Rồi bây giờ tình trường của con sao? Con chia sẻ chút xíu cho nhà trai nghe nè. Dạ con thì có một mối tình
cũng chưa hẳn gọi là sâu sắc. Thì chỉ có kéo dài được khoảng tầm 2 cho tới 3 tháng. Hai đứa chỉ là bạn bè thôi ạ. Thì bạn có quan tâm rồi hay mua đồ ăn, đồ uống cho. Bạn có hỏi ngỏ lời mấy lần nhưng mà con không có đồng ý. Và sau này khoảng tầm 2-3 lần gì đó như vậy thì con chấp nhận, con nói là quen thử, xem thử hai đứa có hợp hay không như thế nào. Thì cũng có kéo dài được 2-3 tháng. Thì con cảm thấy là con và bạn đó nên giữ cái mối quan hệ là bạn bè. Tại vì tính cách của bạn đó có sự quan tâm nhưng mà không hợp với con. Nó không mua đồ ăn nữa gì đúng không? Lúc đang cua thì mua đồ ăn dữ lắm, tao mà cua xong cái không mua nữa. Không mua đồ ăn đủ nữa đúng không? Đúng không? Vậy chứ giờ theo con thì cái tính cách như thế nào mới phù hợp với con nè? Biết suy nghĩ, trưởng thành một chút xíu. Rồi. Và không phải là cấm cản bất cứ một cái vấn đề gì nhưng mà có mức định vừa phải. Bây giờ con muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, anh ấy cao tầm 1m7. Rồi, để qua 1m7 đúng không? Để cô Lan qua. Chắc thiếu chút. Sao cô dữ vậy? Thiếu chút chút thôi. Dạ, chào chị. Dạ, chào nhà trai. Con ơi, thiếu chút thôi. Chút xíu à, chút xíu nữa được 1m7 được không? Dạ, cũng được. Chắc được mà ha. Dạ, không sao đâu, quan trọng là có quan tâm nhau hay không kìa, rồi gì nữa. Nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp quá ổn định rồi. Lãng mạn dạ, vô. Không, mấy người mà hay lãng mạn quá cũng hay kiểu lăng nhăng. Lãng mạn quá hơi lăng nhăng hả? Dạ. Chưa chắc con. Có những người rất lãng mạn nhưng mà không có lăng nhăng. Tùy theo người thôi. Lương tháng tầm 10 triệu đổ lên đó, đổ lo cho em là được. Cái này quan trọng nè. Không, con bé này nó rất là thẳng thắn nha. Ok nha, được nha. Lương tháng 10 triệu trở lên đúng không? Dạ vâng. Dưới 10 triệu không được đúng không? Dưới 10 triệu được. Hả? Trên 20 được. Thế thì quá ok ạ. Thế thì quá ok ạ. Hỏi liền. Tưởng gì yêu cầu tháng 100 triệu gì chứ. Sao? Lương tháng 10 triệu dư. Lương tháng nhiêu? Đủ ạ. Đủ. Đủ bên nhà gái đưa ra đúng không? Dạ. Hai đứa tới với nhau ấy, thì sẽ mở đường ra mình làm ăn hoặc là kiếm thêm thu nhập để lo phụ gia đình hai bên rồi con cái này nọ nữa, nên vấn đề đó. Thôi, chúng nói nghe. Ta tính tới đó luôn rồi đó. Yêu cầu cái gì mà lương có 10 triệu trở lên mà cũng yêu cầu. Yêu cầu đúng là dễ thương. Thôi được rồi. Nhà trai mong muốn có người bạn gái như thế nào? Con thì con mong một người bạn gái biết quan tâm chia sẻ được không? Dạ, quan tâm chia sẻ, giọng nói nhỏ nhàng hiền lành. Hiền dạ. Lành. Nãy giờ con nghe bên đây nhẹ nhàng hiền lành không? Con gái Lâm Đồng nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Dạ. Con nghe bạn gái bên đấy nói cũng hơi nhỏ là hơi nhỏ đó, dạ. Chưa tới chừng nói lớn đó. Chồng mày la chắc cũng lớn lắm á. Hiền lành có. Dạ. Xinh đẹp có, dễ thương, nụ cười rất là tươi luôn. Được chưa? Dạ. Có yêu cầu lương bổng gì không? Dạ, vấn đề đó thì con là con trai mà. Con phải lo chứ. Đúng rồi. Hay. Hay. Được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Nhà trai con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi một mình. Rồi, một có mình. Chú Quyền Linh lo cho con. Tôi con lo. Đừng lo nghe không? Dạ. Cô này đi với ai đây? Dạ, con đi với chị bạn. Chị bạn hả? Đâu, chị dạ, bạn chào đâu? Chào chị bạn. Trời ơi, chị lớn quá hả? Chị bạn có chút xíu à. Dạ, lời tiên con xin gửi lời chào tới chú Quyền Linh, cô Ngọc Lan với lại cái bên. Con tên là Hoa, bạn của Liên ạ. Chị thấy là ok á. Ok. Nói chung là em cứ trải nghiệm đi, tình yêu mà. Hãy cho nhau cơ hội để trải nghiệm, chứ mình không thể nói đi trước được gì cả. Nhưng theo con là trong thời buổi này yêu cầu chồng lương 10 triệu đủ không? Thì tất nhiên là sẽ không đủ. Không đủ đúng không? Dạ, ngoài thành phố thì em nghĩ là lương 10 triệu ok, còn nếu mà ở xong thành phố thì em nghĩ là không. Với lại cái việc mà chi phí là tùy vào cái mức độ mình sinh hoạt của mình nữa. Nhưng mà theo con giờ hai đứa yêu nhau cần lương khoảng nhiêu thì đủ nè? Tầm 15. 15. Cũng còn khiêm tốn. Lương đây chắc cũng cỡ đó cho lên đó. Không, tại vì mấy bạn này nhiều khi cũng chưa có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống, chưa có trải qua những cái biến cố, những cái sự cố mà cần phải dùng đến tiền nhiều. Đúng rồi. Cho nên là vậy là được rồi. Đó là một trong những cái yêu cầu rất là đơn giản thôi, quan trọng là hai đứa yêu nhau thôi. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Mạnh. Anh Tương Tây cũng có một món quà lưu niệm. Dạ vâng, thì buổi gặp mặt đầu tiên thì em cũng có món quà gửi tới anh.
hai đứa lần đầu tiên gặp mặt đó, thấy làm sao? Nhìn em khá là xinh đó mà tại sao là chưa có bạn trai? Cũng giống như kiểu là anh hỏi như vậy xong rồi là người ta tưởng em có bạn trai rồi thì người ta không dám tán nữa. Hiện tại là em làm tổng đài trực đài ở Gò Vấp. Dạ vâng. Bình thường là em có thường về thăm gia đình không? Em thì tầm 1 tháng hoặc là 2 tháng, khi mà bận thì là 2-3 tháng gì đó. Còn thông thường thì tầm 1 tháng là em về nhà 2 ngày. Em thấy anh như nào? Phong độ. Cảm ơn. Em sống ở Sài Gòn lâu chưa? Dạ em sống ở Sài Gòn được tầm 6-7 năm. 6-7 năm. Dạ vâng. Sau này dự định của em là muốn làm việc và lập gia đình tại Sài Gòn hay là... Dạ nếu mà có điều kiện á, thì có thể ở Sài Gòn cũng được. Hoặc là về nhà anh cũng được. Hoặc là về nhà anh cũng được. Trời. Còn á... Quá đã. Em thích về quê hơn. Tại vì cuộc sống không bon chen cho lắm. Anh thì cũng không hiểu về công việc của em cho lắm. Công việc của em á thì là book vé từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đà Lạt á. Như là anh muốn đặt vé xe đi chơi hay về quê thì anh cần phải gọi điện tổng đài. Thì khi anh gọi vào tổng đài thì anh sẽ gặp em. À thế tận tiện quá. Vậy còn biết đặt vé chiều nay nữa. Em có yêu cầu gì đối với bạn trai của mình sau này không? Ví dụ như mà lỡ mà có cả hai mà có cãi vã thì anh nhường em một chút xíu và em nhường anh một chút xíu. Vậy đó. Hai đứa nói về quan điểm hôn nhân gia đình đi cho nhau nghe. Em nói trước đi. Không, anh nói trước đi. Em có ngại khó. Là sao ạ? Bây giờ em đang sống ở Sài Gòn, nghĩa là dạ. em quen với cuộc sống Sài Gòn rồi. Dạ vâng. Nhưng mà khi mà em chuyển đến một nơi khác, cái quan điểm của em á, có thay đổi hay là bị tác động nhiều không? Dạ không. Em thì chịu khó cũng quen rồi. Thì vì nhà em là nhà làm nông nên em ở đâu em cũng ở được hết. Còn cái việc mà hai đứa sau này á, thì lúc ban đầu thì chả có ai mà có sẵn để mà mình ngồi vô đó cả. Ai cũng phải có sự cố gắng. Cả hai cùng vun đắp lên, từ từ. Em cũng lúc nãy em cũng nghe câu chuyện của anh đúng không? Dạ vâng. Quan tâm chia sẻ, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, chân thành là được. Dạ vâng. Anh cho em hỏi xíu được không? Anh có hút thuốc hay là uống rượu không ạ? Hút thuốc thì không, còn về uống rượu thì anh cũng có chứ. Tại mình đi làm công ty mà mình dạ cũng vâng. Phải có anh em thì mình cũng uống được nhưng mà mình kiểm soát được. Dạ vâng, có kiểm soát được là được. Rồi khoảng bao lâu thì chúng ta dự định kết hôn? Em muốn bao lâu thì mình kết hôn? Do duyên số cả hai thôi anh. Do duyên số cả hai thôi anh. Em cười rất xinh. Em cười rất xinh. Anh nói thế em lại cười mãi. Theo anh ấy, quen nhau thì dễ nhưng mà để dẫn đới mà kết hôn mà sống chung với nhau trọn đời ấy. Dạ vâng. Thì anh nghĩ là ít nhất là 1 năm. Tìm hiểu nhau nhiều hơn và gia đình anh em của mình cũng nhiều hơn. Dạ vâng. Rồi quan điểm về con trai, con gái trong hôn nhân gia đình như thế nào, trao đổi nhau biết luôn đi. Sau này em muốn có mấy đứa? Em thì thích nhà càng đông càng vui. Em không có quan điểm con trai hay con gái gì cả. Anh nghĩ là một đứa, hai đứa là được. Tùy thuộc vào sức khỏe của em thôi. Hỏi có đám cưới xong rồi ai giữ tiền? À dạ vâng. Trước giờ thì anh cũng đi học rồi cũng lo đi làm mà. Nên là tiền bạc cái thứ thì bình thường á là anh đưa cho ba mẹ trang trải cuộc sống. Dạ vâng. Nọ. Còn về nếu sau này sao ạ? Sau này thì cho em chứ. Chồng nghe nó yếu quá. Dạ trọng em hơn nhỏ. Không, cái chỗ này nó quan trọng, mình nói mạnh mẽ luôn. Ai giữ cũng được. Dạ. để cho bạn gái giữ nha. Tiền mình giữ đó được chưa? Mình nhắm quán xuyến nổi gia đình không? Dạ nổi ạ. Đó, ngon lành. Rồi tới luôn. Tới luôn. Cơ hội được tiếp cận nè. Anh có thể nắm tay không? Đứng lên kìa. Nắm tay nhau. Rồi hai tay. Cảm xúc nãy giờ gặp nhau đó. Mạnh nói với bạn gái đi. Em còn thấy bạn gái khá là hiền, đúng gu của em. Mà nếu sau này hai chúng mình có thể mà tới được với nhau á, thì anh mong là hai đứa đều trân trọng trân trọng. Dạ. Liên thấy sao? Dạ ổn ạ. Sau này nếu mà em đi làm về mệt
em có thể tựa vào vai anh. Khi nào mà em cần ấy, thì anh sẽ có mặt. Rồi, bây giờ các bạn về ghế đi. Được rồi đó. Chúng ta thấy rằng đây là một nửa mảnh ghép có thể ghép chung với cuộc đời của mình thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không được, không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi nào. Con cảm ơn chương trình Chú Quyền Linh và chị Ông An cho con cơ hội được tìm hiểu và gặp Liên. Dạ, cảm ơn. Liên dễ thương lắm đó. Dạ, cảm ơn. Mạnh cũng dễ thương nữa. Rồi, một nụ hôn đầu tiên nào. Cái này... Nắm cái đầu. Đây là món quà của chương trình gửi tặng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Cảm ơn. Con cảm ơn chú. Như vậy là hai cặp đôi ngày hôm nay họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Thiệt là vui luôn. Một ngày thật là đẹp. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.